皆さん、こんにちは。Nhân lúc hoa sen xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại đây cùng với Nhung để chúng ta đi tới một buổi học mới. Hôm nay chúng ta sẽ học gì nào? Chúng ta hãy cùng đón xem nha. Ai ở đây chúng ta có hình ảnh cậu bé đã mặc một cái quần có phải là dài quá, mặc dài quá so với cậu bé, cho nên đã phải cắt ngắn cái quần nó đi để có thể vừa hơn. Vậy thì chúng ta nói là cắt ngắn cái quần làm cho cái quần nó trở nên ngắn. Chúng ta sẽ nói là ズボンを短くします。ズボンを短くします。Vậy hôm nay chúng ta sẽ học mẫu ngữ pháp. À, tính từ đưa y bỏ y, đổi thành cư. Tính từ đưa na bỏ na thêm ní cộng với shimasu. Ý nghĩa của nó là làm cho trở thành. Và cách dùng là làm cho thay đổi một cái gì đó sang trạng thái khác. Và cái này hoàn toàn là do ý chí của con người. Giống như chúng ta có lúc nãy, đó chính là ズボンを短くします. Tức là làm cho cái quần nó trở nên ngắn. Nào, tiếp theo ở đây thì có một cô gái đi cắt tóc. Vậy thì có nghĩa là làm cho tóc như thế nào? À, làm cho tóc trở nên ngắn hơn. Tóc chúng ta có kami, ngắn sẽ là mizukai. Vậy câu chúng ta có được đó chính là kami o mizukaku shite kudasai. Tức là hãy làm cho tóc của tôi trở nên ngắn hơn. Còn ở đây chúng ta có một căn phòng quá là bừa bộn đi, kitanai phải không nè? Và chúng ta phải làm cho nó trở nên sạch sẽ hơn. Vậy thì chúng ta sẽ nói là kitanai desu kara, vì quá là bừa bộn, quá là dơ, cho nên heya o kirei ni shite kudasai, hãy làm cho căn phòng trở nên sạch sẽ. Kitanai desu kara heya o kirei ni shite kudasai. Có phải là giữ im lặng không? Vậy chúng ta có im lặng là shizuka. Shizuka là tính từ đuôi na, cho nên chúng ta sẽ bỏ na thêm ni và chúng ta nói là shizuka ni shite kudasai, hãy giữ im lặng, hãy giữ trật tự. Shizuka ni shite kudasai. Còn ở đây chúng ta đang làm cho lượng nước như nào? À, lượng nước trở nên gấp đôi. Vậy chúng ta có mizu no ryō o nibai ni shimashita, đã làm cho lượng nước gấp đôi. Mizu no ryō o nibai ni shimashita. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Bạn nhớ làm bài tập ở cái link Nhung để ở bên dưới để chúng ta có thể nhớ lâu hơn và có thể sử dụng thành thạo hơn. Hay mình đã sẵn sàng sayonara mà tay mà sổ.